Chào anh em, mẫu xe phát hành năm 2018 này của Hot Wheels giống với mẫu tham gia vào giải DTM mùa giải năm 1992. Tại giải đó thì Mercedes giành được cả 3 vị trí về nhất, nhì và ba. Đối với Hot Wheels thì 2017 là phát hành bản đầu tiên màu đen bóng và màu trơn, thì đấy là xe thương mại. Và bản này phát hành năm 2018 sẽ được review trong video hôm nay. Đối với xe premium thì mình chưa từng thấy mẫu xe nào được đóng gói kỹ như chiếc xe này. Ngoài blister bên ngoài như thường thấy thì bên trong có một miếng lót. Đó, ở về đuôi, mũi và nóc xe, giúp cho phần nóc xe này không bị chà sát vào phía trên của blister, làm trầy xước nóc xe trong quá trình vận chuyển. Và mình so sánh với mẫu Momo. Chiếc xe ngoài đời thực năm 92 thì có kiểu cách in tem rất giống với chiếc xe này, tuy nhiên nó là in tem của các nhà tài trợ giải đua, còn Hot Wheels thì họ in tem của Hot Wheels và tem Project Car là một tựa game. Sau đó mẫu Momo, cái tem đèn pha thì giống với chiếc đời đầu, tức là màu trắng bạc, còn từ đời sau thì đã có hình tem kiểu lập thể 3D. Điểm trừ của mẫu này là không có tem đèn vàng xi nhan ở bên. Một điểm thua nữa là cụm tản nhiệt không được sơn chi tiết như cái bò đỏ này. Logo Mercedes ở trên nóc của chiếc đen này nhỏ hơn chiếc Momo. Chiếc Momo có banner Mercedes-Benz, chiếc màu đen thì không. Nếu như kiểu bánh của chiếc bò đỏ là màu xám, chiếc màu đen là màu tối hơn. Roque của chiếc đỏ là màu vàng, còn roque của chiếc màu đen này là màu đen. Bởi nhìn kỹ mới thấy đây có dòng chữ slightly matte, phía sau tem đèn khá giống nhau, đều là gầm kim loại nhưng màu đỏ được sơn đen gầm, còn chiếc màu đen là màu da mát, màu thép nguyên bản. Nội thất của chiếc đen màu xám, nội thất của chiếc đỏ màu đen. Đó là mẫu Mercedes-Benz 190E Evolution 2 trong set Eurospeed. Hy vọng là anh em đã thích video ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại.